dạ hello em xin kính chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa cái cái da sưu tầm để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà à, đầu tiên trong cái video hôm nay á, thì em sẽ hơi ngoài lề một chút xíu là em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng kiều cái này là cây kiều à, nó là một cái dòng kiều trắng đột biến kiều trắng đột biến À, cây này là cây đài cây này là cây chuẩn đài cây này là em trồng đã rất là lâu rồi cây này á là em sưu tầm từ cái 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 năm uh, hai hai không hai mươi hai hai tầm tầm năm đó tại vì lúc mà em mua á, là cái xe bót nó mới ra xe bót thôi cây cổ đài còn bây giờ hiện tại á là hình như là thái nó có có làm rồi Thái nó có mua lại của đài và nó cấy nhưng mà cây Thái bây giờ nó mới ra cái nhỏ nhỏ vậy nè đó thì uh, cái cái này á hôm Tết em mới nở em mới nở và bây giờ á, hiện tại em đang uh, đang đang uh, bấm em em trồng lại em sửa lại cái chậu cho nó đẹp á thì có dư một hướng như thế này hướng uh, hai thân hai thân hướng này là hướng hai thân đó đang đang lên măng nè cái cây này á, em chia sẻ 350 ngàn Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha Hướng như thế này 350 ngàn em bao ship luôn Cô chú anh chị nào mà 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 mình yêu thích á, Thì mình cứ liên hệ với em Cái này là cây này là cây lớn nha cả nhà Đây nè Cây lớn hôm Tết vừa rồi em mới làm bông em chơi nè Đó à, Cái dòng kiều này nè Thì cô chú anh chị nào mà muốn chơi bông Tết á Thì mình 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 trồng Mình trồng cho nó lên được nhiều hướng thân tơ đó, cả nhà rồi cái tết á mình dùng cái cây di xanh á mình chích vô trong thân như thế này nè đó mình chích vô trong thân thì cái 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 cái, cái um, mắt mắt cái cái cái, uh, cái ngòng bông nó sẽ lên ở ngay những cái mắt đây nè đó nó có những cái mắt ở trên thân như thế này đó mình mình muốn nó ra bông ở đâu thì mình chích vô ở đó là nó sẽ ra bông đó mình xài cái cây di xanh hoặc cây di đỏ đều được nha cả nhà đó À, em chia sẻ thì à, hướng này là 350 ngàn em bao ship thôi Nó là một cái cây màu trắng tuyền luôn Cây trắng tuyền luôn nha cả nhà Rất là đẹp à, Cây này là cây đài xưa Cây chuẩn đài xưa Cây này em sưu tầm rất là lâu rồi Cây chuẩn đài xưa à, Rồi tiếp theo ở đây á, em chia sẻ vài cái hướng các lý do sưu tầm nha cả nhà Đầu tiên ở đây là sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng HC46 HC46 Hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu nguyên zin Hướng này em mới tách trồng Hướng này em chia sẻ với giá là 850 ngàn em bao ship nha 850 ngàn em bao ship Hướng HC46 Cây này là cây màu cam đỏ Hoa màu cam đỏ Hoa rất là đẹp Hướng hai thân đầu em mới tách nha Mới tách chia sẻ cho cô chú anh chị mình như thế này 850 ngàn cho cái hướng này Cô chú anh chị nào mà sưu tầm Thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 đó là số điện thoại của em có thể là nhắn tin qua Zalo hoặc gọi theo số điện thoại nó nhanh cả nhà đó em tắt được một hướng này thôi HC 46 hoa màu 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 à, dạng là cam đỏ rất là đẹp hai thân đầu dinh đó rồi à, và ở đây em có một cái hướng vàng ông sĩ nè cô chú anh chị nào hôm trước có hỏi em á, thì mình 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 xem nếu mà ok thì mình liên hệ lại với em để sưu tầm nha cả nhà đó hướng này em chia sẻ là hướng hai thân hướng hai thân nha hướng hai thân à, thân đầu là có khai thác nè thân đầu có khai thác nhưng mà hiện tại nó đang lên hai măng cùng một lúc luôn đây nè cả nhà một măng một măng ở đây và một măng ở đây đó hai măng cùng một lúc luôn hướng hai thân à, cây vàng ông sĩ này á, thì em chia sẻ với giá là 750.000 em bao ship 750 000 em bao ship cho cái cây vàng ông sĩ này Cái vàng ông sĩ á cả nhà Thì cái thân của nó sẽ khá là lùng Cây vàng ông sĩ á Cái thân của nó thì nó chỉ cao khoảng độ là 25 cm đổ lại thôi Cây vàng ông sĩ á Cả nhà có trồng đạt, trồng to cỡ nào thì nó cũng cũng Nói chung là nó rơi vào khoảng độ tầm là 27 27, 28 cm tầm tầm đó đổ lại thôi không cao hơn, không cao hơn Tại vì cái cây vàng ông sĩ nó là một cái dòng thân lùng À, nhưng mà đặc biệt cái cái bộ lá của cái vàng ông sĩ nó sẽ rất là đẹp bộ lá to bộ lá to và dạng như là dạng lá lá muỗng rất là đẹp à, đây đang lên hai cái măng luôn này cái này hướng này về trồng là khá là ok luôn 750 trăm cho cái cây này vàng ông sĩ thì nói chung là một cây cực kỳ hot rồi cây này nó rất rất là đẹp và rất là hot luôn vàng ông sĩ thì nói chung là quá là hot rồi cả nhà đó À, rất là nhiều cô chú anh chị mình săn đón ở cái, cái 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 cây này nó là một cái cây hoa màu vàng vàng đỏ mà cái màu vàng của nó thì quá là đẹp màu vàng nó là dạng vàng tươi rất là đẹp rồi à, tiếp theo ở đây em chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng một thân đầu một thân đầu mã S53 mã S53 À cái hướng này là hướng một thân, một thân vừa mới cắt hoa nha cả nhà. Một thân đầu vừa mới cắt hoa đây em vừa mới tách đây. Thì cái này á cô chú anh chị nào mà sưu tầm á muốn nếu mà muốn em gửi thì em cũng sẽ gửi hoặc là cả nhà có cả nhà có thể là chốt đơn chuyển khoản gửi cây lại ở vườn em em trồng khi nào nó ra rẻ ok rồi em gửi cho cô chú anh chị mình cũng được ha. Đó. À hướng này á thì cái cái cây cái cây S53 này cả nhà thì cây này á nó nở hai hai lần hai lần à, lần đầu thì nó có mắt lần này á thì nó lại ra bệt luôn nó lại không có mắt đó à, thì cây này á nó có cái kiểu như là biến thiên nha cả nhà cho nên là em sẽ ghim cả hai mặt bông lên lần đầu nó nở và lần thứ và vừa rồi nó vừa mới nở thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy yêu thích thì mình cứ liên hệ với em đó s 53 s 53 à, mã S53 hướng một thân đầu nguyên zin như thế này. Đây, một thân đầu nguyên zin. Đây nè cả nhà, hướng vừa mới tắt vừa mới cắt bông luôn. Đó. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 nha cả nhà. Một thân đầu nguyên zin, cả nhà có thể là chốt đơn chuyển khoản, em sẽ chăm cây giúp cho cả nhà. Cây khi nào bám rễ ok, em sẽ gửi. Đó. À, hoặc là cô chú anh chị nào mà muốn trồng luôn thì em cũng sẽ có gửi cho cô chú anh chị mình nha đây hướng một thân như thế này cô chú anh chị mình xem lại giúp em ha đây nè ở một 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 thân như thế này nè cả nhà đó một thân như thế này nha hướng thân đầu nguyên dinh mắt ngủ đầy đủ hết đó cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em nha cả nhà rồi à, cuối cùng trong cái video hôm nay ấy, em có một cái hướng cây hát tùng chớp hát tùng chớp bây giờ hiện tại bây giờ nó rất là hot nha cô chú anh chị mình nha Cây hát tùng chớp hiện tại bây giờ cái giá nó đang lên khá là cao nha khá là cao cả nhà Cây hát tùng chớp bây giờ rất là nhiều rất là nhiều cô chú anh chị mình săn đón đó à, và cái dòng hát tùng chớp á là cũng là một cái dòng chớp rất là đáng để cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi đó một trong những cái cây cũng khá là đẹp à, À, cái điều đầu tiên để nhận biết cái cây hắc tùng chớp đó nó có chuẩn hay không đó cái điều đầu tiên là cô chú anh chị mình phải nhìn thân lá và thứ hai là mầm đó này riêng cây hắc tùng chớp cái mầm của nó lên cái, cái mầm của nó khi mà lên á là nó phải sẹt 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 đỏ tức là cái măng của nó làm măng màu đỏ tím cái măng á cái măng của nó là măng măng hát tùng là măng màu đỏ tím thì khi mà nó lên măng á Nó sẽ có những cái đường sẹt 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 như thế này Thì đảm bảo là cái đó là chắc chắn là 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 chớp rồi Đó chắc chắn là như vậy Đó rồi tiếp theo Tới cái phần lá Đây cô chú anh chị mình để ý ha Nè cái phần lá già của nó nè Tuy nó già lá rồi nhưng mà nó vẫn còn cái đường chớp nè Cô chú anh chị mình thấy không Đó những cái đường sọc chớp rất là nhiều nè Đó kể cả ngay cái mèo của nó cũng vậy Đây nó có cái mèo nè đó kể cả cái mèo cũng vậy đây cái đầu mè đầu lưỡi mèo nó chớp nè đó riêng cây hát tùng chớp thì á cô chú anh chị mình phải nhìn cái măng và nhìn thân lá nó phải chớp thì mới đảm bảo được là cái bông nó có ra chớp hay không đó còn riêng cái cây hát tùng mà ai mà cô chú anh chị nào mà mua á mua á mua cây hát tùng chớp á mà về mình 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 mình, mình coi á măng nè măng nè cái măng của nó nè thân lá nè không có một tí nào chớp thì đảm bảo với cô chú anh chị mình cái cây đó sẽ không bao giờ nở chớp nha đó cho nên cái điều quan trọng nhất của cái cây hát tùng chớp để cho cô chú anh chị mình mua à, mình biết là có đúng hay không tức là cái mầm của nó cái măng của nó hoặc nếu nó già rồi thì cái lá của nó phải có chớp thì đó mới là cái cây hát tùng chớp nha cả nhà rồi thì cái cây hắt con chớp này á là em chia sẻ một hướng một thân đầu nguyên zin, một thân đầu nguyên zin nha. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình cứ liên hệ theo theo số điện thoại của em hoặc có thể nhắn tin qua Zalo hoặc có thể nhắn tin qua Facebook của em. Facebook của em là nick là Thiện Bình Phước. Đó, Zalo của em thì đăng ký theo cái số điện thoại của em. Số điện thoại của em thì lúc nào em cũng có kim trên cái tiêu đề và em cũng có đọc trong mỗi video cho nên cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình cứ liên hệ với em nha cả nhà rồi trong cái video hôm nay em em chia sẻ vài cái mặt hoa à, như vậy cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt bông nào thì mình cứ liên hệ với em rồi em xin chào cả nhà